có theo lâu quá, ôm cả năm sau mỗi kiếp người. Các bạn thân mến, chúng ta yêu bác, kính trọng bác và trái tim người nên lâu quá, khi người không giây phút nào được nghỉ ngơi, lo dân, lo nước, lo dân, lo dân, lo cho nhân loại mong cho. Đến những hơi thở cuối cùng, bác còn mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để góp phần xây dựng cuộc cách mạng thế giới. Và hôm nay chúng em xin đại diện cho đơn vị của Lòng kể một câu chuyện. Bá đến thăm người nghèo, theo ngũ kỳ cho cuốn kể chuyện Bá Hồ. Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1988. Câu chuyện của chúng em xin phép được bắt đầu. Đêm 30 Tết Nhâm Dần năm 1962, đường phố mịt mù trong làn mưa bụi, trời rét, xe ô tô đưa bác đến đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác đến thăm một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bác chọn gia đình chị Chính bởi vì gia đình chị Chính có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bị mất sớm, để lại ba đứa con nhỏ, công việc của chị không ổn định. Gặp những gì chị làm việc đó để kiếm tiền đưa cho con mình ăn học. Đến nhà chị Chính, bác bước vào nhà, để mặt bác chồng ngăn nhìn chị. Chị sững sờ nhìn bác, chiếc đồng gắn trên vai chị rơi xuống đất, chiếc quần rơi xuống đất kêu loạn xạ. Mấy đứa bé nhỏ chạy quanh bác kêu lên, bác Hồ. Lúc này chị Chính mới giờ tỉnh, chị chạy đến bước gần để bác. Chị bỗng nhiên có cái nhỏ, đôi vai gầy sau làn áo đau của chị bỗng lung lay từ từ, bác cũng là hai ba người cũng phê với tóc của chị, chờ chị bớt xuống cọc, bác an ủi. Năm mới sắp đến, bác đến thăm thiên sau tiếng đại khóc. Người cố nén, nhưng chị Chính không ngừng hổng thức, chị nói. Có bao giờ chủ tịch Hồ Chí Minh lại đến thăm nhà chúng con, mà ngày hôm nay, mẹ con chúng con lại được đón bác ở nhà. Con mừng quá, con xúc động quá, thành ra con khóc. Bác nhìn chị Chính, nhìn các cháu một cách trìu mến và nói. Chị hiện đang làm nghề gì? Dạ, cháu làm khuôn khuôn bác ở Hưng Điển ạ. Thế phải gọi là công nhân, chứ sao gọi là khuôn? Dạ, tại vì cháu quen miệng như trước ạ. Mẹ con chị có đói không? Dạ, thưa bác, lúc trước còn đây ở đây thì dẫu có còn bố nó, vẫn đói ạ. Nhưng bây giờ tối không lo, rét cũng chẳng ngại, thì chi tiêu cũng không phải rất nhiều lắm ạ. Vậy cháu nó có đi học không hay chị? Dạ, cháu lớn nó học lớp 4, cháu nó vất vả lắm, sáng đi học, chiều về phải trông các em và bán kem hoặc bán gạch ra để đỡ đần cho cháu. Cháu thứ hai học lớp 3, còn cháu thứ ba thì học lớp 2. Vợ chồng cháu vốn đã chốt nát từ trước, nay dù phải tự khổ thế nào cũng cho các cháu đi học. Bác tỏ ý bằng lòng người ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học cho gia đình chị Chính. Nhân dân quanh họ cũng chạy đến chiếu chân bác của cha, hỏi thăm sức khỏe và chúc tết bà con. Sau đó nhân dân trong sớm cùng gia đình chị Chính chỉ bác ra xe, thì chiếc xe từ từ lăn bánh. Gia đình chị Chính vẫy tay chào bác, nhưng vẻ mặt chị Chính vẫn còn bàng hoàng, không biết việc bác đến thăm gia đình và giúp bác mình là thật hay mơ. Sau đó trên con đường về phủ chủ tịch, mưa bụi, mưa sương vẫn chắc treo gần như bụi, trên vầng trán
của bé vẫn còn gợi lại những nét suy tư. Sao bé, bác dặn dò chủ tịch ủy ban, bác dặn dò chủ tịch ủy ban hành chính thành phố Hà Nội và tạo điều kiện cho những công nhân nghèo khổ như gia đình chị Chính. Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh thân mến, qua câu chuyện bác Hồ đến thăm người nghèo cho chúng ta thấy bác Hồ là một vị cha già kính yêu, là một vị lãnh tụ vĩ đại. Bác Hồ đã hy sinh, đã cống hiến trong nhiều cuộc cách mạng để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Càng nghĩ chúng ta càng yêu, càng mến bác hơn, phải không các bạn? Qua câu chuyện trên, chúng ta được bài học không những câu chuyện là tấm lòng yêu nước thương dân của bác, mà còn là bài học nhân sinh. Giúp chúng ta biết yêu thương con người, yêu biết bản thân, chia sẻ. Chúng ta phải biết được rằng lòng nhân ái, cảm thông đến với nhân dân, nhất là những người nghèo khổ như gia đình chị Chính, là một điều rất